Hiệp gọi là Hiệp cũng biết là làm tốt của Dũng rồi, nhưng mà Hiệp rõ ràng là Hiệp Dũng, có mới anh chơi có Dũng hơi bị tự công à. nhận không? Rừng bên tai nhận không? Dạ nhận liền. Gần bên ta con gì bên ta được ta ơi, con Lee Sin được không ta? Ừ, con Lee Sin đâu biết đánh đâu. Rừng bên ta má, rừng bên ta con gì bên ta được trời. Từ từ nha, kêu Hiệp đánh rừng bên ta đó ta má, rừng bên ta khó nhờ. Anh em nghĩ sao về gọi là con tướng Kindred này? Anh em nghĩ sao về con tướng Kindred này? AB Riêng con đó 10 tia cộng một tên lửa. Naga Hoàng. Chắc chắn là không match up giống anh ba rồi. Chắc chắn là chuyện đó xảy ra. Chắc chắn chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Chắc chắn là phải match quy rồi. Không thể nào mà match up giống anh ba được. Nên là anh em yên tâm. Nhảy nhầm rồi. Chết nữa trời. Ó dữ vậy hả sao? Chạy nice sir, yes sir. Ây da, bạn hết mana. Ôi ơi, quên đi mana, trời ơi. Khó, Dũng rất là muốn tiêu tiền nhưng mà gọi là không cho phép rồi, không cho phép Dũng tiêu tiền. Đồng đội ơi, đồng đội đánh dở đi, đồng đội đánh hay quá vậy sao Benta được. Bình thường Hiệp đánh bình thường Hiệp đánh mấy con tướng như này Hiệp đánh gọi là Hiệp đánh ghê lắm. Ok. Tại Hiệp nghĩ không thì tại Hiệp cũng nghĩ nó đá chứ. Nhưng mà ai biết trước được chữ ngờ hả anh em? Để làm chi?
mày, mày đục một cái chết luôn. Đục một cái trắng cái máu của tôi luôn. Anh em biết sai ở chỗ này gì không anh em? Sai ở chỗ lên lên cái món này nè, súng hai tặc. Game này nếu mà đúng là tôi lên ghiều đen là chùm, ghiều đen là ngon nhất, ghiều đen là đẳng cấp luôn á. Anh em ơi, nó không có trong hiệp bên ta rồi.